Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số những nội dung đáng chú ý sau. Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Khắc phục khó khăn, hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản. Vì sao Ủy ban Nhân dân xã An Vĩ không giải tỏa dứt điểm chợ cóc họp trái phép? Công tác phòng chống dịch trong các khu nhà trọ. Cần ngăn chặn tình trạng sử dụng đất sai mục đích ở thị trấn Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại phòng họp Tiên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng chuyên đề năm 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo các huyện thị xã, thành phố tại 13 điểm cầu trong tỉnh. Trong buổi sáng, hội nghị tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05, thảo luận đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. 5 năm qua, kết quả thực hiện chỉ thị số 05 đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và tới mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, từ đó xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh hơn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 05. Đồng chí nhấn mạnh, di sản Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân ta là vô giá. Từ thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh được kết tinh trong trí tuệ và lương tri của thời đại. Vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, toàn quân và mọi người dân. Người nắm giữ vị trí càng cao càng phải gương mẫu học tập theo Bác, hết lòng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, luôn thấm nhuần lời dạy của Bác với người cán bộ, đảng viên phải luôn cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tổng Bí thư yêu cầu thời gian tới việc học tập phải gắn chặt hơn nữa với việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống tiêu cực tham nhũng lãng phí, chống việc nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng ta luôn xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài và không có vùng cấm. Để từ đó, việc học tập và làm theo Bác phải thấm vào suy nghĩ, hành động, việc làm hàng ngày của mỗi người, tạo động lực khí thế, thi đua để xây dựng đất nước hùng cường như ước nguyện của người lúc sinh thời. Buổi chiều, hội nghị triển khai nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, chuyên đề học tập năm 2021, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hôm qua, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã dự khánh thành và trao nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Đỗ Thị Phương ở thôn Trung Châu, xã Đồng Kết, huyện Khoái Châu và gia đình bà Vũ Thị Thu ở thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Sau 3 tháng khởi công xây dựng, nhà đại đoàn kết tặng hai hộ nghèo kể trên được hoàn thành và bàn giao bảo đảm tiến độ, khang trang. Ngoài số tiền 80 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh, các huyện thị xã, thành phố và công ty cổ phần ô tô Trường Hải chi nhánh Hưng Yên hỗ trợ. Trong quá trình xây dựng, mỗi ngôi nhà còn có sự đầu tư từ nguồn kinh phí của gia đình, người thân và địa phương hỗ trợ, giúp đỡ. Phát biểu tại buổi khánh thành và trao nhà đại đoàn kết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng chúc mừng các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà mới để ổn định cuộc sống, đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, sự quan tâm chăm lo đời sống người dân của các cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cũng như sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, doanh nghiệp.
đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm triển khai thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng chí yêu cầu các cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nói chung và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 67 đảng viên. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ đã không ngừng học tập, trau dồi y đức, hết lòng vì người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện. 5 năm qua, chất lượng khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế, tinh thần thái độ phục vụ, sự hài lòng của người bệnh ngày càng được nâng lên rõ rệt. Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận từ 200 đến 300 bệnh nhân đến khám điều trị. Thời gian chờ đợi của bệnh nhân năm 2016 là 121 phút, đến năm 2020 giảm xuống còn 75,5 phút. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú đạt 93,4%. Nhiều bác sĩ không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà còn tập trung nghiên cứu khoa học, triển khai những kỹ thuật mới, vượt tuyến, tiêu biểu như các bác sĩ Nguyễn Văn Kiếm, Vũ Thị Hãnh, Nguyễn Thị Vân Anh, Lương Thị Như, Trần Minh Thu. Cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, 100% cán bộ viên chức của trung tâm không quản ngại gian nan vất vả, đã tập trung hết sức mình cùng với các cấp chính quyền và nhân dân giám sát, khống chế, đẩy lùi, bao vây, dập tắt dịch. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2017 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Năm 2016 được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua khối y tế tuyến huyện. Thưa quý vị và các bạn, tính từ ngày 28 tháng 5 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã qua 14 ngày không phát sinh ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, thị xã Mỹ Hào đã qua 21 ngày, huyện Quế Châu qua 14 ngày không phát sinh ca bệnh mới. Huyện Quế Châu vừa tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Toàn tỉnh có 23 trên 37 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tuy nhiên, tại thị xã Mỹ Hào ghi nhận 3 trường hợp được công bố khỏi bệnh nhưng có kết quả xét nghiệm tái dương tính trong thời gian cách ly tại nhà ở xã Cẩm Xá và phường Nhân Hòa. Ngoài ra còn có 4 bệnh nhân ghi nhận ở nơi khác đã được công bố khỏi bệnh nhưng tái dương tính trong thời gian về cách ly tại nơi cư trú ở Hưng Yên. Các trường hợp này đang được cách ly theo dõi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Toàn tỉnh còn gần 900 người phải cách ly, trong đó chỉ còn 28 người cách ly tập trung và tại cơ sở y tế. Xét nghiệm được trên 58.000 mẫu, tỉnh Hưng Yên đang xây dựng kế hoạch tiêm 17.440 liều vaccine phòng COVID-19 trong đợt 3 và đợt 4. Đã qua 14 ngày, Hưng Yên không phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Như vậy, có thể nói đến thời điểm này, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát trở lại vẫn luôn hiện hữu. Vì thế, việc tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa là rất cần thiết. Ghi nhận tại một số địa phương có nhiều công nhân đến thuê trọ. Phường Bần, thị xã Mỹ Hào, địa phương có gần 500 hộ gia đình có nhà cho thuê trọ với khoảng 2.000 công dân, trong đó chủ yếu là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Kể từ khi trên địa bàn thị xã xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đến nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường và các tổ dân phố vẫn hàng ngày đến tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng dịch các khu nhà trọ, yêu cầu công dân trọ và chủ nhà phải trang bị đầy đủ một số vật dụng thiết yếu như sát khuẩn, khẩu trang, đồng thời thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định về phòng dịch. Khu vực chúng tôi là trọ rất nhiều, cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao bởi vì họ thường xuyên ở các nơi họ tụ tập đến. Thế nên cái công tác phòng tránh này chúng tôi là rất cẩn thận, đến chỉ dẫn như không tụ tập đông người, hạn chế tối đa với cái mức độ coi như là tiếp xúc đông, hạn chế ra ngoài khi không có công việc cần thiết. Nếu về quê là cũng phải có ý kiến với gia đình nhà chủ trọ. Còn tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, thời điểm này
Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền đều đặn trên hệ thống loa truyền thanh về duy trì các biện pháp phòng dịch, địa phương này còn thường xuyên tổ chức đến kiểm tra trực tiếp số công nhân đến và đi tại các gia đình cho thuê trọ và các phòng trọ, việc thực hiện nội dung cam kết đã ký và các thủ tục hành chính cần thiết khác, đồng thời kết hợp tuyên truyền yêu cầu công dân ở trọ tuân thủ các quy định về phòng dịch của địa phương. Tất cả mọi người ai cũng phải có ý thức để chống dịch, và thứ nhất là bảo vệ mình, thứ hai là bảo vệ cộng đồng. Phòng ở xóm trọ tối thì chú chủ cũng rất là nâng cao cái phòng chống dịch, chú chủ cũng để ở dưới tầng dưới sát khuẩn để cho mọi người đi làm về và xịt khuẩn, sát khuẩn xong rồi đó mới lên phòng ạ. Liêu Xá là địa phương có khoảng 1.500 phòng trọ với trên 4.500 công dân. Tất cả đều là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp, cơ bản đều là người tỉnh ngoài. Vì thế công tác phòng dịch ở đây hiện nay không chỉ duy trì mà còn siết chặt hơn. Công an y tế đến cam kết tận nơi các chủ nhà trọ mà có công nhân lưu trú trọ đó. Công an viên nhắc nhở đến từng nơi, đến từng chủ nhà trọ. Các công nhân hiện tại đang làm việc tại Liêu Xá thì không rời khỏi địa bàn. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. Trên địa bàn tỉnh hiện có tới hàng chục nghìn người thuê trọ và làm việc tại các doanh nghiệp, tập trung nhiều nhất là các huyện thị xã có khu công nghiệp. Số công dân này ở nhiều tỉnh thành khác nhau, vì thế việc duy trì công tác phòng dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của chính phủ nhằm đẩy lùi dịch bệnh là hết sức cần thiết của các địa phương hiện nay. Cũng như nhiều lĩnh vực chăn nuôi khác, nuôi trồng thủy sản hiện nay đang gặp khó khăn về giá thức ăn, thị trường tiêu thụ. Tuy vậy, một số hợp tác xã trang trại đã tìm các hướng đi mới để khắc phục. Trang trại của anh Tống Văn Mẫu ở xã Tống Phan, huyện Phù Cử có diện tích gần 3 hectare, sản lượng cá mỗi vụ trên 40 tấn. Trước đây khi giá thức ăn chăn nuôi chưa lên cao, trung bình mỗi ngày anh bỏ ra gần 7 triệu đồng để đầu tư thức ăn cho cá. Từ khi thức ăn lên cao, nếu như cho cá ăn như trước thì sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 triệu đồng một ngày. Vì vậy, thay vì cho cá ăn hoàn toàn vào cám, anh Mẫu đã thuê ruộng để trồng cỏ cho cá ăn. Thì giờ cám bã thì nó đắt, thì cho ăn thêm quả vào cho nó đủ. Cho ăn quả thì nó khỏe hơn, nó ăn độc cám hơn, nó yếu. Cho co quả này vào nó lấy chất xơ thì nó khỏe hơn. Trong khi đó, hợp tác xã thủy sản Hưng Hải ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên có gần 60 lồng cá, chủ yếu là cá lăng, cá chép giòn, cá dầm xanh. Những năm trước mỗi vụ hợp tác xã xuất bán khoảng 100 tấn cá, với giá bán buôn 70.000 đồng đến 100.000 đồng một kg. Hợp tác xã đạt doanh thu từ 5 đến 6 tỷ đồng. Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ cá nuôi truyền thống chậm, hợp tác xã đã chuyển đổi các giống cá phù hợp với thị hiếu thị trường. Chúng tôi chuyển sang là nuôi cá chạch sộn. Khi nuôi cá chạch sộn thì chúng tôi thấy ở sông Hồng nuôi tốt thì chúng tôi chuyển sang cả cá rô đầu vuông. Vì vậy, năm 2021, hợp tác xã sẽ đạt doanh thu cao hơn năm trước để hỗ trợ người nuôi thủy sản thực hiện đề án phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025. Chi cục thủy sản đã hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư mua vật tư máy móc, trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, mua giống, thuốc xử lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh với trị giá 90 triệu đồng một hecta. Năm 2021, tổng diện tích triển khai là 24 hecta tại các huyện thị xã Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Ân Thi, Khoai Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cử với tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 2 tỷ đồng. Cùng với các hướng đi phù hợp với tình hình thực tế và sự hỗ trợ của tỉnh sẽ giúp các hợp tác xã trang trại nuôi thủy sản vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, do chính quyền xã An Vĩ, huyện Khoái Châu chưa vào cuộc quyết liệt xử lý dứt điểm chợ cóc họp trái phép tại thôn Hạ, làm cho tình trạng lấn chiếm lòng lề đường giao thông kéo dài trong nhiều năm qua, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và đầu tư. Dự án chợ Khoái Châu trên địa bàn xã An Vĩ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định chủ trương đầu tư tháng 8 năm 2015 với quy mô 450 điểm kinh doanh mua bán nông sản và kinh doanh hàng tiêu dùng của dân cư trong khu vực trên diện tích hơn 23.300 m². Ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định, từ năm 2015, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Lưu Ly đã đầu tư trên 30 tỷ đồng để đền bù đất, san lấp mặt bằng và xây dựng chợ. Tuy nhiên, đến nay khu chợ vẫn bỏ hoang. Đến bây giờ coi là hình thành mấy trăm quầy hàng,
Nhưng mà xã An Vĩ là hoàn toàn người ta không đuổi cái chợ cóc ra. Mà cái chợ cóc đối với cái chợ này của chúng tôi thì nó ngay sát vách mà nó lại nằm ở ngã tư huyện. Được biết huyện Quỳ Châu đã nhiều lần tổ chức và hỗ trợ lực lượng xã An Vĩ để giải tỏa chợ cóc. Tuy nhiên, việc này được người dân ví như bắt cóc bỏ đĩa. Bởi quyền lợi của một số cá nhân tự đứng ra thu tiền của các hộ đến bán hàng với danh nghĩa là thu tiền dọn vệ sinh môi trường, không nộp vào ngân sách nhà nước, trái với quy định của pháp luật. Nắm bắt thì ở cái đấy thì đâu có anh Thành và bà Chính Ảnh, thì bà ấy là người đứng lên để thu các khoản tiền để dọn vệ sinh môi trường đấy. Mỗi một thu một ngày của người họp chợ thì có đông bao tiền? Nó chỉ khoảng độ mấy trăm nghìn thôi mà. Số tiền chi tiêu thế nào? Số tiền đấy thì là để giả cái tổ môi trường của bên thị trấn người ta mang rác thải đi. Như vậy chính quyền xã An Vĩ hoàn toàn biết điều này nhưng làm ngơ cho tồn tại. Doanh nghiệp vào đầu tư thì đứng trước nguy cơ phá sản. Chúng tôi rất là mong các cấp chính quyền lưu tâm giúp đỡ chúng tôi, bởi vì là từ năm 2015 đến giờ này nó đã rơi vào 5-6 năm nay rồi, mà vốn đầu tư của chúng tôi tới mấy chục tỷ mà bây giờ để cái chợ không có một người nào, hỏi rằng cứ như thế này thì công ty chúng tôi không đủ sức để mở trụ nữa mà sẽ phá sản. Qua đây, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng chợ cóc họp trái phép tại thôn Hạ, xã An Vĩ, để không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và địa bàn, gây mất an ninh trật tự. Liên quan đến sự việc này, tháng 8 năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu đã có thông báo yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Vĩ bàn giao công việc để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giải tỏa vi phạm theo kế hoạch số 93A, trong đó có chợ cóc họp trái phép ở thôn Hạ. Và tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu tiếp tục có quyết định kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Vĩ do chưa chỉ đạo xử lý giải tỏa cưỡng chế các trường hợp xây dựng công trình trái phép và chưa duy trì được trật tự hành lang an toàn giao thông, để các hộ tái lấn chiếm lòng lề đường họp chợ trái phép tại thôn Hạ ngay sau khi giải tỏa. Lợi dụng bề mặt ruộng thấp, một số hộ dân trồng hoa cây cảnh ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang đã tự ý san lấp rồi sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp. Tình trạng trên xảy ra nhiều tại thôn Công Luận 1 và thôn Đa Nhiễm chạy dọc tuyến đường tỉnh 379. Không chỉ tự ý san lấp cát, đổ bê tông để trưng bày sản phẩm mà các hộ còn biến tướng sử dụng diện tích đất nông nghiệp để làm cơ sở sản xuất chậu hoa, cây cảnh. Thậm chí có những trường hợp vừa lấn chiếm hành lang giao thông, vừa sử dụng đất nông nghiệp để dựng xưởng, sửa chỗ ô tô và bán hàng. Điều đáng nói, có những trường hợp đã bị cấp chính quyền cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Văn Giang lập biên bản đề nghị tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng không hiểu sao Ủy ban Nhân dân thị trấn Văn Giang vẫn không giải quyết dứt điểm vi phạm. Chính vì không xử lý dứt điểm vi phạm dẫn tới hiện nay, qua ghi nhận có số hộ dân tiếp tục san lấp cát trên đất nông nghiệp. Để thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Văn Giang cần chỉ đạo cấp chính quyền cơ sở có giải pháp ngăn chặn và giải quyết dứt điểm vi phạm. Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp cây cảnh diễn ra ở nhiều địa phương. Các đối tượng không chỉ trộm cắp cây cảnh tại nhà dân mà còn trộm cắp cây cảnh trong các cơ sở thờ tự. Gần đây nhất, Công an huyện Tiên Lữ nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Hải Bằng ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều về việc rạng sáng ngày 8 tháng 6, kẻ gian đã đột nhập vườn nhà trộm cắp hai cây mộc của gia đình. Ngay lập tức, Công an huyện đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 11 tháng 6, đã xác định thủ phạm của vụ trộm cắp trên là Vũ Văn Bình, sinh năm 1999 ở thôn Ba Hàng, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, Trần Mạnh Thành, sinh năm 1989 và Phạm Ngọc Oanh, sinh năm 1992, đều ở thôn Toàn Tiến, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã bàn giao lại các cây bị trộm cắp cho gia đình ông Bằng và tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, tại một số đền, chùa ở huyện Kim Động và một số hộ dân ở huyện Văn Giang cũng đã xảy ra tình trạng trộm cắp cây cảnh. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ các vụ trộm cắp, trả lại tài sản cho các cơ sở và người dân.